Bộ Tài chính đã công bố dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi. Trong đó, Bộ đề xuất lộ trình tăng thuế này với các sản phẩm rượu bia giai đoạn 2026-2030 với mức thuế từ 50 đến 100% tùy nồng độ cồn dưới hay trên 20 độ. Với lộ trình này, giá bán các mặt hàng dự kiến sẽ tăng 20% vào năm 2026 và tăng thêm từ 2 đến 3% ở các năm tiếp theo. Mức tăng giá này được kỳ vọng sẽ giảm lượng tiêu thụ rượu bia và hạn chế lạm dụng rượu bia, tức là điều chỉnh hành vi tiêu dùng theo hướng bảo vệ sức khỏe người dân. Hiện nay mức thuế tiêu thụ đặc biệt với bia là 65%, rượu từ 35 đến 65% tùy độ cồn dưới hay trên 20 độ. Đây là mức thuế tăng theo lộ trình từ năm 2016 đến 2018 để thực hiện mục tiêu giảm tiêu thụ rượu bia. Tuy nhiên, sau thời gian thực thi, số liệu Bộ Y tế cho thấy mức tiêu thụ rượu bia bình quân người trưởng thành quy đổi ra cồn nguyên chất ở người trưởng thành Việt Nam thậm chí còn tăng từ 2,9 lít một người năm 2005 lên 7,9 lít một người năm 2019. Tỷ lệ uống rượu bia ở mức nguy hại cũng đang rất phổ biến, đặc biệt ở nam giới là 28,3% năm 2021. Như vậy, lộ trình tăng thuế giai đoạn này đã không đạt mục tiêu điều chỉnh hành vi người tiêu dùng. Là rất nhiều năm qua, chúng ta tăng thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng mà nó chưa thay đổi được hành vi của người tiêu dùng. Các bạn cứ xem tài liệu ở trong đây. Chúng ta tăng thuế lên từ 45-50% lên tới 65-75%. Nhưng mà sức tiêu dùng người ta vẫn tăng lên. Và người tăng lên thì với yêu cầu của nhà nước phải tăng thuế lên để điều chỉnh hành vi đó. Thuế và giá rượu bia ở Việt Nam còn ở mức thấp, theo tính toán của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thuế rượu bia của Việt Nam mới chiếm khoảng 30% giá bán lẻ, trong khi ở nhiều nước tỷ trọng thuế rượu bia chiếm từ 40 đến 85% giá bán lẻ. Từ thực tế này, Bộ Tài chính đã đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt theo lộ trình từ 2026 đến 2030. Cụ thể, với rượu 20 độ trở lên, cơ quan này chọn phương án áp thuế 80% vào năm 2026, tăng dần lên 100% vào năm 2030. Rượu dưới 20 độ chịu thuế 50%, sau đó tăng lên cao nhất 70%. Bia các loại cũng tăng dần từ 80% đến 100%. Theo các cái lộ trình để làm sao mà không ảnh hưởng đến doanh nghiệp, mà quan trọng nhất là không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và người tiêu dùng, mà vẫn đảm bảo các cái khoản thu ngân sách cho nhà nước. Vì lộ trình là đến 2030, khi mà chúng ta áp dụng các cái lộ trình về tăng thuế, cái tăng ở đây là chúng ta tăng có sự điều chỉnh và có sự thông báo trước và cũng thông báo về mặt chủ động để cho doanh nghiệp trong ngành có cái sự điều chỉnh làm sao để hợp lý. Theo kế hoạch, luật thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra vào tháng 10 năm nay. Dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 2025 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 2026. Hiện cơ quan soạn thảo vẫn tiếp tục tiếp nhận các ý kiến đóng góp để tổng hợp.